ý đoán các con vật qua hình vẽ. Hai đội thi từng người vẽ lại con vật mà ekip yêu cầu để người cuối cùng đoán tên con vật như sau. Mỗi đội luân phiên đấy, người thứ nhất được biết tên con vật, sau đó vẽ tranh lại cho người thứ hai, và người thứ hai sẽ tiếp tục vẽ cho người thứ ba. Đoán đó là con gì? Trong thời gian quy định mỗi lượt là 1 phút, mỗi con đoán được là 2 điểm. Ký tên ban tổ chức. Có cả cho cái phần sinh động heo ơi. Tập trung khúc này nó quan trọng. Qua đây. Qua đây. Khúc này nó quan trọng ở chỗ là thật sự là mình đang thua. Mình không biết hiệp viên là ai. Thì bây giờ thật sự ra là lúc thử. Là lúc thử. Cho nên là chắc chắn em nghĩ là 100 bên kia. Chói nữa đi, chói nữa đi, chói nữa đi. Hiệp viên đúng không? Hiệp viên đúng không? Hiệp viên đúng không? Ủa sao vụ gì vậy? Vụ gì biết điệp viên vậy? Có hỏi đồ chơi. Vụ gì biết điệp viên vậy? Có vụ gì? Điệp viên là cái gì vậy? Tụi qua mắt được tao hả? Ok, cứ diễn xuất tiếp đi. Ủa điệp viên là cái gì vậy? Bên kia ai sẽ là người số 1? À, số 1 là vẽ đầu tiên hả? Ừ. Tôi. Tôi. Số 2 sẽ là mày. Tôi, có tôi. Và người đoán là chị Thanh với lại chị Đường đúng không? Đều quá em với chị cùng vẽ xấu đúng không chị? Thì không biết vẽ. Em khoan, nhưng mà em có biết rành về con mấy con động vật không? Cái vẽ em mà em không biết nói tên cũng vậy. Để chúng ta bây giờ bàn lại đi. Tôi tin Thanh, Thanh sẽ đoán được. Em cũng tin chị Tường. Rồi. Chị điệp viên. Rồi. Tưởng đứng là điệp viên rồi. Rồi. Đúng con heo á em ơi. Em vẽ vậy á, giống con mấy cái con heo á. Trời ơi, em vẽ xấu vậy luôn á. Vẽ xem đồ vẽ đầu tiên. Vậy là chị Tường là người bí ẩn hả? Nè. Cái gì vậy trời? Đưa đây, đưa đây. Cái thể loại gì vậy? Tập trung vẽ đi, kệ đi, cứ hỏi hoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi vẽ xong tôi không biết nó là con gì luôn á. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nói thiệt là mình chỉ biết copy bát. Nhìn sao vẽ là vậy chứ không biết là cái gì luôn á. Em mang cho chị hả? Dạ. Em vẽ hả? Con gì vậy? Đây. Mèo rừng hả? Chồn. 17. Bà ơi, tự nhiên vẽ hai cái vú vô loạn vậy. 16. 15. 14. Con gì vậy quý vị? 3. Con mèo. 6. Con gì vậy có hai cái vú vậy? Em không biết vẽ nó làm sao thì nó là con dượng. Đó. Con dượng mà vẽ. Trời ơi. Mẹ quá thiệt. Trời ơi. Khỏi luôn. Thôi khỏi. Nè anh mang đi. Mang đi. Ủa nhà. Ok. Chạy đi bạn. Chạy luôn hả? Chạy đi bạn. Tôi xóa luôn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba. Hết giờ. Hà Điểu. Yeah, phải không? Dễ quá mà. Ủa, dễ phải con cợt như vậy? Sợ tưởng con dịch hay con gì tôi dễ này cho biết ở châu Phi. Châu Phi. Không, có tiền con sư tử, tiền con sư tử. Gì? Rồi biết rồi. Yeah.
Trời ơi em mẹ xấu quá. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ nhận ra được. Nhìn kỹ chút là sẽ hiểu á mày. Hiểu, nhìn kỹ đi là hiểu. Nhìn kỹ chút là hiểu liền à. Ba. Bạn có thể vẽ theo phong cách của bạn, nhìn kỹ chút xíu là bạn hiểu à. Wow, wow, wow. Hãy nhẹ đi. Vẽ gì vậy? Em định vẽ theo kiểu phim hoạt hình mà em sợ giống như cái con hồi nãy em vẽ. Con người khỉ. 10, 9, 7, 8, khả năng 3, của bộ thấp kém 1, quá vậy. 2, 0. Chắc khô quá à. Gì cái mỏ? Cái mỏ giống con heo quá vậy. Dễ quá mày chị Tường. Rồi. Giống hả? Con heo hả? Em mắc cười quá. Cái mõm thì mõm con heo. Mà con heo thì không thể đứng như vậy. Con gấu. Chị sao? Yeah. Trời ơi con gấu đó hả Basso? Chị khó tưởng tượng theo kiểu phim hoạt hình chút xíu đi. Em không học vẽ. Em không khả năng vẽ cái đó, quan trọng mày hiểu được rồi. Từ sáng tạo. What? Hiểu không? Hiểu. Rồi, vẽ lại sao cho chị Thường chị hiểu đi. Chị đâu mới khó đó. Thấy không? Em chỉ cần vẽ cho bạn em hiểu thôi à. Mười 15:21, 9:13 hết giờ. Ok hết giờ, hết giờ. Để ăn gian giả mang luôn á. Tự tin bao nhiêu phần trăm mày? Dễ hiểu hơn tôi nữa. Vấn đề ta hiểu không mới quan trọng. Tê giác. Yeah, tính sao? Dễ quá mà. Đi mấy đứa. Có bụng rồi mấy đứa ơi. Dạ nó đuối quá rồi. Hay bà. Không có chỉ chỗ không kìa Minh Tuấn. Ba, hai, một, hết giờ.
Thiên lược vậy? Lập. Cái gì vậy trời? Con vật mà là nhẹ hơn em bé hả? Chết. Con vật. Con gái mà ngồi trên dưới đất có cái gì ở trên đầu vậy? Năm cái ô là cái gì? Tại vì mày nhú mà tao không thấy gì hết rồi. Đất bày kiến hả? Mày vẽ bày kiến hả? Sĩ Thanh à? Mày vẽ mày không vẽ cái nón. Tao vẽ cái nón là Nhĩ Thanh, nó đòi cái nón là nó tự biết. Tao còn biết cái đó là Nhĩ Thanh nữa. Chuyện quá bèo. Vẽ con người hay con vật? Mày ai biết con người hay con vật? Tự nhiên bên đây đón Sĩ Thanh là sao? Bên đây đón Sĩ Thanh rồi. Tự nhiên vẽ cát tường. Nhìn con gái vẽ đóng cát cái nguyên cái tường, chị suy nghĩ đi. Khán giả coi coi có ai hiểu bây vẽ cát tường không? Ok, là con gái chị phải biết suy luận. Con gái nguyên cái tường nè, nguyên đống cát nè. Tôi không thấy đống cát, tôi tưởng cái đồi. Trời, tôi tưởng đó là tôi tưởng ngồi đó hiểu dung, được là được rồi. Dung sáng gì vậy trời? Nếu em đoán em đoán là con ma. Bắt đầu đó là em suy nghĩ là con là con gái. Nhưng mà em suy nghĩ một cái chương trình này phải có gì là lắc léo lắm, cho nên em nghĩ chính luôn là em. Là bên đây đoán được mấy vô duyên nè. Bên đây nè, vẽ xấu quá trời, qua bên đây thành cái một cái bạn khác luôn á. Không, đã xin lỗi nha. Đây là người vẽ đẹp, còn đây người vẽ không đẹp lắm, nhưng mà vẽ chính xác. Đó là cái nón của Sĩ Thanh. Đây nè, cột nè, đó, cột áo khoác nè, chân tay rất là mỏng nè, đó, mảnh rảnh nè, đó, thấy không, không mập mà. Thì đúng rồi, mày kêu Minh Tướng vẽ còn chấp nhận, còn qua này vẽ vậy mà đoán được mà Sĩ Thanh là tao cũng thấy hay á. Thật ra khi mà tôi nhìn hình, tôi tưởng là nữ cao bồi. Nữ cao bồi, tại sao không thấy cái nón? Nhiều khi tôi nghĩ là bạn vẽ cái nón này để cho biết là tôi không biết, nói chung là tôi nghĩ là con gái, cho nên tôi vẽ này là con gái thôi. Thật ra là con gái thôi chứ tôi không có vẽ gì thêm, tôi không biết gì thêm hết đó. Nhưng mà mọi người đã có Thanh ở đây. Ok, tôi ok. Tức là ban tổ chức nó phải là cực kỳ thông minh đúng không? Thua 2 điểm nữa, tức là tôi thua các bạn 5 điểm. Yeah! Team mình ăn ý quá. Đúng là có điệp viên có khác. Làm chứ nào không làm. Chụp hình với cá sấu trong thời gian 10 phút. Em ngoài cầm máy chụp hình. Hai thành viên nữ được phát dây cột vào chuồng cá sấu con. Phải tìm cách bắt được một cá sấu con để chụp hình cùng. Nếu tự hoàn thành, mình hoàn thành 6 điểm. Nếu không tự hoàn thành mà tưởng tiểu tiếp các bạn nam đồng hành bắt cá sấu thì được 3 điểm. Rồi em thua chắc rồi. Chị phải vô bắt cá sấu. Hơi ghê quá. Em làm được cái thua ghê lắm. Cá sấu. Nói chung với con cá sấu con á, nó không có đủ khỏe để nó gây đau đớn cho em đâu. Sao không đau đớn được, nó cắt đứt tay em sao? Một ép. Em làm được. Xấu quá, lá nằm vậy, đúng không? Nó hạ cái miệng ra, nó cạp. Hiểu không? Thì mày em nhấn vô đây nè. Phải nhấn cái mỏ xuống. Nè. Em đạp cái đầu đi. Đạp cái mỏ lại nè. Đẩy cái mỏ lại nè. Không đẩy. Đẩy sao đẩy? Ấn xuống. Tát, phải tát vô mặt nó. Tào lao. Em ấn xuống, em giữ cái miệng. Nè. Tao sợ mấy con nhỏ nhỏ bò sát, tao sợ lắm. Nhưng mà sao vậy? Không thì cứ làm thử đi, không được thì con ông thì chỉ là nó kiếm một cái gì đó cho nó táp vô phát. Có táp phát dính cứng cái răng nó, kiếm cái khúc cây thì nó táp dính cái răng là sao? Hả? Sao táp dính cái răng lại sao? Ở từ đó táp dính răng không mở miệng ra được, cái gì buộc phải luôn. Là gì? Con mang về. Không, mình không chơi bắt bằng phương án đó, mình bóc cổ nó lên. Được không em? Thôi đưa em làm cho. Em lựa mấy con nhỏ nè. Đây. Cầm con mai này vô chi cho nó cấn cái gì trời. Em đeo cái bao tay này vừa có cắn thì nó cũng, em chỉ bị giật mình thôi chứ em không có bị đau. Nè, em ịnh vô cái người nói cái em lăn lên tới cái đầu cái mỏ đó là em bắt được liền. Nè, khi mà em chồng được cái tay vô cái cổ của nó rồi á, là nó đã không quay đầu lại, nó cắn em được rồi. Nó chỉ lắc thôi, em chỉ có bị sợ là em lắc thôi. Không có sợ gì em. Lên. Không, xuống chi. Đứng trên bờ chứ xuống chi trời, buộc cái dây là đi. Buộc rồi, đâu. Gì, giờ chỉ cần buộc sao. Em,
Em chỉ cần chụp được cái cổ đó em dơ lên chụp một cái là xong. Thôi để anh làm cho. Được. Thẳng lên, thẳng lên. Dựng nó lại. Dựng nó lại. Lấy dựng nó lại trước. Xích ra coi. Nè nguyên cái. Qua nó đi. Không, trời ơi. Đưa máy chụp hình lên đi. Sao? Thấp hơn chút xíu nữa. Nó phồn nó thấp hàng dưới rồi. Cái này được không? Nó thấp hàng dưới mới được. Cái này được không? Rồi cầm tay phải không? Ok. Vậy thì đây điện thoại anh đã lên rồi. Nhanh em. Rồi đẩy cái miệng nó lên không sao đâu chị. Không sao, không sao, không sao. Rồi, rồi. Ngon 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 ngon. Anh lấy cái xấu đi, anh lấy mặt em ấn cái đầu nó xuống. Có chừng té chị Tường ơi. Chị Tường ơi. Em trộn cái cây vô con rõ đi. Chị bước xuống đây đi. Chị bước xuống bên đây không có gì nè, chị bước xuống chị làm cho dễ, đừng đứng trên đó ghê quá chị Tường ơi. À chị nhấn đầu nó tội nghiệp quá chị. Em nhấn cái đầu đi. Chờ chị Tường làm xong đi. Quan tâm được con trả lên nhá. Em ấn cái đầu đi. Ê, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi em. Rồi, ấn đầu nó. Rồi, ấn xuống, rồi. Rồi, chụp hình. Giữ. Chụp cái cổ. Khoan, cái cổ. Trên cái chân. Trên cái chân. Đúng rồi. Giữ cái cổ. Cái cổ á, sai. Đè cái cứng nha. Đúng rồi. Giữ đó. Giữ. Rồi, cầm mạnh lên, cầm hai tay. Thả cây ra, giữ hình nguyên người nó luôn. Bóp. Hay quá. Rồi, chụp đi. Đi. Nhìn quăng mày chạy vậy. Người ta leo lên ra rồi ta quăng nó xuống. Chị, làm được mà. Mình bắt chi? Tại vì mình bắt mình cũng thua, mình không bắt mình cũng thua, mình bắt chi mất công. Hãy phân định thắng thua và lật mặt điệp viên. Đội thắng được ăn bữa cơm đặc sản Đà Điểu 7 món, đội thua phải đi tắm và dọn phân voi. Xong rồi. Thắng thua không phải là vấn đề nữa. Vấn đề là đội mình hơn 11 điểm. Là một cái điểm số kỷ lục man. À vậy đi. Tôi muốn có cái bảng gì đó đi kỷ niệm rồi. Đội thua của Bajo, chị Tường và Mai đây là một cái đội thua lịch sử và nhục nhã nhất từ trước đến giờ. Thua với cách biệt là 11 điểm, chưa có đội thua nào có thể thua mà đất xa như vậy. Okay, cái chuyện này nó có thể là một cái vết nhơ đi nhưng mà không sao. Tại vì mình còn cái điều quan trọng. Đúng rồi. Tại thắng hay thua nó là lúc này là cái lúc mà chúng ta cùng lật mặt nhau để xem ai là điệp viên ngày hôm nay. Bajo trước hay Bajo hiện nay, nghi ngờ ai Bajo nói đi. Mày kìa, tại vì mày ít nói lắm. Để mày, mày nói đi, nói mày, tại mày ngắn gọn xung tích lắm. Cái kiểu người nguy hiểm, ít là nguy hiểm dần dần từ từ lên đúng không? Rồi ok, Mai. Mày đoán là Hoàng Phi. Tại nãy trong lúc đang ngồi nhà Hoàng Phi nói với Mai, Hoàng Phi rồi. Biết trước còn gì luôn hả? Tôi đã nói chú tôi là điệp viên mà chú. Chú làm sao á? Bây giờ mày dụ dữ vậy hả? Mình thấy lạ lắm, trước giờ chưa bao giờ nói một ông em thấy cái độ của em xuống tết quá trời, xuống tết luôn. Thôi chị Tường nghĩ ai là điệp... Đầu tiên là mình chơi cái trò mà đang đó là mình thấy ba này nó chạy đi trước rồi. Là trong đó là phải có điệp viên rồi. Mình đã ở đây mình lo cái con hươu câu cổ ba đứa nó đi mất tiêu. Hươu sao mà bằng tượng, ngay từ cái cửa đi vào á. Mày nhớ không? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Mình đi lặng ra bộ, mình đừng quan tâm gì hết nha. Mình đi tìm cái con hươu kia. Chính xác. Đúng không? Bây giờ đứa đi qua kia mình đâu có theo dõi được đâu, mình biết đứa nào làm. Đúng không? Rồi. Một vòng. Trời mình chói quá. Đó. Rồi nhưng mà tới cái vòng kế nữa là tới cái vòng mà vẽ tranh á, cái đó có à. Cái đó có biết trước đáp án à. Chắc là chính. Ủa chắc Sĩ Thanh quá. Cái cột nơi cho hươu á thì thật sự ra chúng tôi không đọc kỹ, chúng tôi bỏ qua cái chuyện đó, nhưng mà đội các tới ngày hôm nay em chơi vui quá mà bây giờ đẹp viên em không quan trọng nữa, nhưng mà em cũng đâu có ngại gì đâu, có dạy em chỉ hai đội bạn của em thôi, bạn chơi quá xuất sắc ngày hôm nay rồi. Tức là bạn vẫn đồng tình là đẹp viên
Em biết thương. Và người bí ẩn ngày hôm nay, Điệp Viên ngày hôm nay chính là chị Cát Tường. Đó chính là tăng 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 thần hồng trai. Tóc, tóc hai mái, hai mái. Tóc này là không thể nào là mày. Mày luôn. Mày. À, đâu rồi, dụng cụ ở đâu mình đi luôn. Ê, mới à, sao vẽ sao hành bắt ra vậy mới. Không, bây giờ hỏi nha, tại sao cái trò mà vẽ động vật á, mày không là người đoán? Tại vì mày tự tin về mấy đi mấy cái trò sau đội mình sẽ làm được hay sao? Không, mày mà hồi nãy mình đã kêu nó đội trưởng, kêu nó bầu đi rồi, đúng không? Em là đội trưởng, em quyết định em cho em bầu đi. Tôi đã có cố tình có những cái câu thử để cho trong đội mình luôn rồi, nhưng mà bạn tôi nói thiệt là bạn làm Điệp Viên quá dở. Người đoán ban đầu mày nghĩ là chị Cát Tường chắc chắn sẽ đoán ra được, tại vì chỉ nhiều kinh nghiệm mà. Còn mình là đã biết được con gì với con gì rồi, là coi như trốn luôn hả? Thì mình hay là muốn vẽ thì mình chỉ cần là mình vẽ lại, mình nhìn qua hình gửi của bác Do là mình thường có thể từ đó mình biết là con gì thì mình sẽ vẽ chính xác hơn. Hey, nói chung là ngày hôm nay đội thua là thua toàn tập. Ôi, nói chung là mày nó làm gấp đôi hai chị em mình đó. Khoan, tội nó là để cho mình thua. Xong mày á, làm Điệp Viên đợt này rất giỏi đó, là mù mắt của bác Do luôn, mù ý chí của Cát Tường luôn. Giỏi con khỉ. Điệp Viên nghe giọng đầu cái vụ hưu câu cổ là phải biết chứ. Chị em xin lỗi, em phải tự bào chữa là em đã giúp cho đội mình hòa ở cái vòng lấy phần lấy mấy cái đồ vật rồi đó. Lấy đồ vật thua ba cái rồi. Lấy đồ vật mắc mới dư ba cái em đã bỏ vô trong bị của chị. Phải tuyên dương May một lần nữa, tôi khâm phục. Khâm phục cái tài năng của May. Trời ơi, không có 3 điểm của May còn thua tới 14 điểm, mang nhục hơn. Sao ta biết vậy, không thêm 4-5 cái cho thắng luôn đi. Trời ơi, khả năng người của em là chỉ chứa được chừng đó thôi. Túi em mà phòng lên nữa em bị nghi sao? Đúng rồi. Như thường lệ thì khách mời là đội trưởng. Đội thắng cuộc sẽ được trao một huân chương biệt đội X6. Định giật lại hả? Đây là chứng tỏ cho một điều là khách mời sẽ được phép quay lại chương trình bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, đương nhiên tôi sẽ quay lại và biết đâu lần sau tôi sẽ là Điệp Viên. Mọi người cẩn thận. Còn một điều nữa là bây giờ khách mời có thêm một quyền hạn nữa, đó là được phép chọn đội trưởng cho đợt sau. À, chọn đội trưởng hả? Dạ, hết phần sự. Đừng chọn tôi. Thôi tôi đề xuất là Thanh. Hồi nãy anh lỡ đoán em là Điệp Viên rồi ha, anh lỡ đoán em là Điệp Viên rồi, trận sau em phải là đội trưởng, em có quyền sai tất cả mọi người trong đội của em. Quê, ok. Rồi nói cảm ơn, rất cảm ơn Hoàng Phi ngày hôm nay đã tham gia với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay tôi bắt lại cái tôi sẽ còn quay lại một lần nữa. Mình làm trách nhiệm của mình đi chị. Ôi, mọi người đi ăn cơm đi chứ đâu vậy? Dạ, chuồng voi ở đâu mọi người ơi? Mọi người đi đâu? Đi hút nước voi. À, hút nước voi hả? Đi chung cho vui không? Thôi tụi tôi ăn cơm xong rồi tôi qua coi mọi người nha. Ok mọi người, qua bên đây. Tôi nghĩ là nếu mà dọn giờ này thì nhân viên người ta đã dọn bớt nhiều rồi á, chứ cũng khỏe lắm chứ không có cực nhọc gì đâu.